kính chào quý vị khán giả. Ngân Giang rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và sau đây là những thông tin chi tiết, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trên mạng xã hội gần đây đã lan truyền một đoạn video ghi lại cảnh quân đội Ukraine cướp phá một cửa hàng tạp hóa trong cuộc tấn công vào khu vực Kursk của Nga. Đoạn clip không rõ được quay chính xác vào thời điểm nào, nhưng nó được cho là quay tại thị trấn Shuzha gần biên giới với Ukraine. Thị trấn này với dân số khoảng 5.000 người đã được sơ tán phần lớn kể từ khi Ukraine phát động cuộc tấn công vào khu vực Kursk hôm ngày 6 tháng 8. Tổng thống Zelensky tuyên bố rằng quân đội Kiev đã kiểm soát hoàn toàn Shuzha. Tuy nhiên, tuyên bố của ông đã bị thiếu tướng Avdi Alodinov, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat từ Cộng hòa Chechnya của Nga phủ nhận, đồng thời cho biết giao tranh vẫn tiếp diễn trên khắp thị trấn. Trong đoạn video, một quân nhân Ukraine được nhìn thấy đang giả vờ làm thủ quỹ và quét mã thanh toán hàng hóa cho một binh sĩ khác. Người này nói đùa rằng anh ta sẽ trả tiền cho số hàng hóa bị đánh cắp bằng tiền Ukraine. Đầu tuần trước, một video khác xuất hiện cho thấy quân đội Kiev đội mũ kiểu Đức Quốc xã quấy rối một người dân Nga lớn tuổi ở vùng Kursk. Họ lăng mạ dân thường bằng tiếng Đức và tiếng Nga, bắt chước giọng Đức. Người thân của người đàn ông bị chế giễu trong video cho biết họ không thể liên lạc với ông kể từ khi đoạn video clip được phát tán. Văn phòng Tổng công tố Nga đã khởi tố hai vụ án hình sự sau vụ việc, một vụ về tội phục hồi chủ nghĩa quốc xã và vụ còn lại là về tội giết người. Ngày 18 tháng 8, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố lực lượng Ukraine tiếp tục đạt bước tiến tại khu vực Kursk của Nga. Cuộc tấn công Kursk đã khiến Nga phải vật lộn để bảo vệ lãnh thổ ở biên giới giáp Ukraine. Kiev dường như đặt ra nhiều mục tiêu với cuộc đột kích lần này, từ việc nâng cao tinh thần sau vài tháng căng thẳng cho đến việc phân tán nguồn lực của Nga và cũng có thể là giúp Ukraine có thêm vị thế trong các cuộc đàm phán có thể diễn ra sau này. Tổng thống Zelensky hôm 18 tháng 8 nhấn mạnh, những tổn thất lớn đối với quân đội Nga và nhà nước Nga, tổ hợp công nghiệp quân sự và nền kinh tế của họ đều giúp ngăn chặn chiến tranh mở rộng và đưa chúng ta đến gần hơn với một kết thúc công bằng trong cuộc xung đột này. Theo ông Zelensky, vị trí của Kiev tại Kursk đang trở nên vững chắc hơn sau khi quân đội Ukraine ngày càng tiến sâu vào khu vực này. Kiev cho biết họ kiểm soát gần 1.000 km2 lãnh thổ Nga và cả hai đều kêu gọi người dân sơ tán khỏi những khu vực đang diễn ra giao tranh ác liệt. Hôm 18 tháng 8, lực lượng vũ trang Ukraine công bố video ghi lại cảnh hệ thống phun lửa Sivka của họ đang tác chiến chủ động trên hướng Kursk. Nga dường như đã chuyển hướng, rút bớt hàng nghìn quân ra khỏi tiền tuyến chiến đấu ở Ukraine trong nỗ lực chặn đứng các cuộc tiến công ở Kursk. Trong khi mọi sự tập trung đổ dồn vào tỉnh Kursk, quân đội Nga đang tiến gần hơn đến thành phố Pokrov ở vùng Donetsk, nơi đóng vai trò là trung tâm chính của quân đội Ukraine vì dễ dàng tiếp cận thị trấn Konstantinivka, một trung tâm quân sự khác. Ukraine sử dụng con đường nối liền hai nơi này để tiếp tế cho tiền tuyến và giảm thiểu thương vong. Ông Sergei Dobryak, người đứng đầu chính quyền quân sự thành phố Pokrov, cho biết hôm 18 tháng 8, quân đội Nga đã ở cách vùng ngoại ô thị trấn tới 11 km. Phó Thủ tướng Ukraine Irina Vereshchuk hôm 18 tháng 8 đã kêu gọi người dân Pokrov và các khu định cư khác ở ngay gần tiền tuyến sơ tán và rời đi đến những vùng an toàn hơn. Giao tranh dữ dội cũng đang diễn ra xung quanh các ngôi làng Bitnivne và Zalaisne ở Donetsk, cách Pokrov khoảng 64 km về phía đông, nơi lực lượng Nga đã phát động một cuộc tấn công lớn vào sáng ngày 18 tháng 8. Tại khu vực biên giới Kursk, ngày 19 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã điều tiêm kích Su-34 tấn công nhằm vào lực lượng quân sự và xe bọc thép của Ukraine. Tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, phi hành đoàn thuộc lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã điều khiển một máy bay ném bom chiến đấu siêu thanh Su-34 thực hiện cuộc tấn công nhằm vào số lượng lớn binh lực, khí tài của Ukraine tại một địa điểm triển khai tạm thời thuộc khu vực biên giới Kursk. Cũng theo tuyên bố, cuộc tấn công vào các mục tiêu kiên cố của đối phương được thực hiện bằng các loại bom lượn trên không đã được nâng cấp. Báo cáo cho biết, dữ liệu chính xác cho thấy các mục tiêu đã bị tiêu diệt, các phi hành đoàn đã trở về sân bay an toàn. Trong một diễn biến liên quan tới chiến sự Nga-Ukraine, thống đốc vùng Orion, ông Andrei Klitschkov cho biết, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ một máy bay không người lái UAV tại khu vực địa phương. Ông Orion viết trên Telegram, đêm qua, khu vực Orion lại một lần nữa bị tấn công. Một UAV của đối phương đã bị bắn hạ trên không phận của khu vực này. Không có thương vong hay thiệt hại nào. Theo vị thống đốc, các đội phản ứng đang làm việc tại hiện trường. Ông Klitschkov cho biết, mặc dù Ukraine liên tục tấn công, khu vực Orion vẫn tiếp tục hỗ trợ những người di tản từ các khu vực biên giới của Nga. Ông nhấn mạnh, không còn nghi ngờ gì nữa, chúng ta có thể cùng nhau đối phó với mọi thách thức. Trong khi đó, ông Ivan Bikma, phát ngôn viên của nhóm tác chiến phía Tây của Nga cho biết, nhóm này đã gây thiệt hại cho hàng loạt lữ đoàn Ukraine. Ông Ivan Bikma cho biết, với sự hỗ trợ của pháo binh, hệ thống phun lửa hạng nặng và không quân, nhóm tác chiến phía Tây đã gây thiệt hại về nhân lực và trang thiết bị quân sự cho các lữ đoàn cơ giới số 14, 44 và 63. Lữ đoàn vệ binh quốc gia số 1 và lữ đoàn Azov số 12 gần các khu định cư Sinkovka, Stemakovka, Prestovoye, Toskoye, Novovodianoye và Sepretryanskoye. Ông Bikma cũng nói thêm rằng, trong cuộc phản công, lực lượng Nga đã phá hủy hệ thống pháo cơ giới Gvozdika và Krab của Ukraine, một pháo lựu M-198, một pháo lựu kéo FH-70,
một khẩu pháo M119 và 17 súng cối. Cuộc đột kích mới nhất của Ukraine không chỉ làm Nga bất ngờ mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về chiến lược và công nghệ quân sự hiện tại. Theo nhận định của tờ tạp chí Phố Quân đưa ra ngày 18 tháng 8, cuộc tấn công bất ngờ của Ukraine và tỉnh Kursk đầu tháng này đã làm dậy sóng Nga khi lực lượng Ukraine đột kích vào lãnh thổ Nga, chiếm đóng hàng chục thị trấn và làng mạc. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng sử dụng tác chiến điện tử và thiết bị quân sự phương Tây đã giúp Ukraine thực hiện cuộc tấn công chớp nhoáng. Cụ thể, vào ngày 6 tháng 8, quân đội Ukraine đã bất ngờ tấn công vào khu vực Kursk của Nga sau nhiều tháng chuẩn bị bí mật, khiến Nga bất ngờ và rơi vào tình thế khó khăn. Đây cũng là lần đầu tiên một lực lượng quân sự nước ngoài tấn công vào lãnh thổ Nga kể từ Thế chiến II. Tốc độ và quy mô của cuộc tấn công đã khiến nhiều đơn vị Nga bất ngờ rơi vào tình trạng hoang mang và mất phương hướng. Trong khi đó, lực lượng Ukraine đã sử dụng các đơn vị tác chiến điện tử để gây nhiễu hệ thống liên lạc và thiết bị bay không người lái UAV của Nga, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc tấn công. Ngoài ra, các đơn vị Ukraine đã sử dụng xe bọc thép cơ động nhanh và tấn công quân tiếp viện của Nga bằng pháo binh. Lực lượng Ukraine đã sử dụng các xe bọc thép Stryker của Mỹ và Marder của Đức trong cuộc tấn công. Những thiết bị này đã chứng minh hiệu quả trong việc di chuyển nhanh và tấn công các mục tiêu. Các nhóm tấn công Ukraine đã nhanh chóng vượt qua những khoảng trống trong phòng thủ, bao vây và chiếm các thị trấn và làng mạc ở Kursk mà không phải đối mặt với sự kháng cự mạnh. Sự hỗ trợ từ các thiết bị quân sự phương Tây đã giúp quân đội Ukraine vượt qua các tuyến phòng thủ của Nga và tiến vào lãnh thổ nước này. Tạp chí Phố Quân cho rằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Ukraine là một yếu tố quan trọng trong thành công của cuộc đột kích. Trước khi chiến dịch bắt đầu, UAV của Ukraine đã thực hiện các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của Nga, từ lưới điện đến kho đạn dược và thực hiện các cuộc đột kích để thăm dò điểm yếu của đối phương. Điều này đã giúp Ukraine nắm được các hạn chế của Nga ở khu vực này để tiến hành đột kích hiệu quả. Một phần quan trọng trong chiến lược của Ukraine là việc sử dụng các đơn vị tác chiến điện tử để gây nhiễu thiết bị của Nga. Các đơn vị này đã vào lãnh thổ Nga trước lực lượng tấn công cơ giới chính, gây ra sự gián đoạn lớn trong hệ thống liên lạc và xác định vị trí của quân đội Nga. Điều này đã tạo ra một lớp bảo vệ xung quanh lực lượng tấn công, giúp họ tiến nhanh mà không bị phát hiện. Theo tạp chí Phố Quân, cuộc tấn công của Ukraine đã làm tăng tinh thần của quân đội nước này, đồng thời gửi một thông điệp mạnh mẽ đến các đồng minh của Kiev rằng Ukraine vẫn đang trong cuộc chiến và có khả năng tiến hành các hoạt động tấn công phức tạp và sáng tạo. Tuy nhiên, chiến dịch cũng cho thấy thách thức lớn đối với Ukraine trong việc duy trì và tận dụng những thành công ban đầu bởi Nga đã ngay lập tức phản ứng đáp trả. Ngày 18 tháng 8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến Baku bắt đầu chuyến thăm nhà nước tới Azerbaijan. Theo hãng thông tấn TASS, các sự kiện chính thức và làm việc quan trọng được lên lịch diễn ra trong ngày 19 tháng 8. Ông Putin sẽ đến thăm nghĩa trang Alay of Honor và đặt vòng hoa tại mộ của nhà lãnh đạo Azerbaijan Heydar Aliyev. Sau đó, nhà lãnh đạo Nga sẽ đến thăm nghĩa trang Alay of Makti và tưởng niệm những người đã hy sinh vì nền độc lập của Azerbaijan. Tổng thống Putin cũng có cuộc gặp chính thức với người đồng cấp nước chủ nhà Ilham Aliyev tại dinh thự Zagulba trên bờ biển Caspi, dự kiến tập trung vào tình hình hiện tại và triển vọng phát triển hơn nữa, quan hệ song phương cũng như các vấn đề cấp bách trong chương trình nghị sự quốc tế và khu vực. Hai nguyên thủ quốc gia sẽ hội đàm riêng trước khi họp chung với sự tham gia của phái đoàn hai bên. Theo kế hoạch, hai bên sẽ đưa ra tuyên bố chung và một số văn kiện hợp tác cấp nhà nước. Sau những cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo tổ chức họp báo. Đại sứ Azerbaijan tại Nga Polat Bulbuloğlu cho biết, cả hai tổng thống đều đã chuẩn bị cho một cuộc đối thoại sâu rộng, đồng thời khẳng định. Tính đến thời điểm hiện tại, quan hệ giữa Moscow và Baku đang ở mức độ tương tác đồng minh rất cao. Theo nhà ngoại giao, Moscow và Baku đang xem xét mở Tổng lãnh sự quán Nga tại Azerbaijan. Hồi cuối tháng 5, người đứng đầu Ủy ban các vấn đề quốc tế thuộc Hội đồng Liên bang Thượng viện Nga Grigory Karasin cho biết, Moscow và Baku đang thảo luận việc mở Tổng lãnh sự quán ở Kakheti, tên cũ là Stepanakert, vốn là thủ phủ của Cộng hòa Nagorno-Karabakh, không được công nhận. Vào tháng 12 năm ngoái, Bộ Ngoại giao Nga đưa tin nước này sẽ sớm mở 5 Tổng lãnh sự quán tại Kapan, Armenia, Aktau, Kazakhstan, Samarkand, Uzbekistan, Denpasar, Indonesia và Male, Maldives. Bộ trên cũng nói về kế hoạch mở đại sứ quán ở Burkina Faso và Guinea Xích Đạo.